Xin chào các thầy cô. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách xóa nền của một cái video ghi hình giáo viên và chúng ta ghép một cái đoạn phim và làm nền cho cái video đó. Cách thức thực hiện như sau. Các thầy cô vào cái Wondershare Filmora, sau đó chúng ta cũng vào New Project. Tại giao diện làm việc của Filmora thì chúng ta nhấn vào nút dấu cộng. Tại đây thì các thầy cô tìm đến đoạn video mà chúng ta đã ghi hình. Sau khi đưa được đoạn video vào thì các thầy cô sẽ đặt chuột vào đoạn phim, giữ chuột trái kéo xuống phần check để làm việc. Tại đây thì các thầy cô thấy là nó sẽ hiển thị cái kích thước của cái đoạn video. Luôn luôn chúng ta chọn cái kích thước ở phần Max to Media này này. Đấy, kích thước thực hiện tại của nó. Sau khi chọn xong thì chúng ta thấy là cái video của ghi hình giáo viên nó hiển thị như thế này. Ở đây thì tôi xin lưu ý lại là các cái video mà các thầy cô đưa vào và chúng ta muốn xóa được thì trong quá trình các thầy cô quay ghi hình thì các thầy cô phải có cái phông đằng sau. Cái phông thì có thể làm phông xanh lá cây, xanh rêu hoặc xanh dương, thậm chí là màu trắng cũng được. Tuy nhiên ấy là làm cái phông này nó phải tương phản với trang phục và màu da, màu tóc của chúng ta. Nếu cô nào làm một cái phông mà nó bị trung tính, tức là nó trộn với màu của trang phục hoặc màu của da, của tóc ấy, thì khi xóa là nó sẽ xóa cả chèn vào cả trong phần da hoặc là xóa xử lý không được triệt để. Chính vậy các thầy cô nên làm là phông màu xanh là tốt nhất. Và cái phông này khi mà quay thì các thầy cô phải làm sao là vải phải phẳng phiu. Đấy, càng mịn càng tốt, tránh trường hợp bị gấp nếp hoặc là các cái đường gân. Ví dụ như cái phông của cô giáo đây thì phần dưới này chúng ta thấy là vẫn có bị gấp nếp này. Nếu các thầy cô mà chưa giỏi về xử lý thì khi xóa có thể nó không xóa hết, nó dẫn đến là bị cái mờ mờ đen thì nó xấu. Thì các thầy cô chú ý là phẳng. Cái nữa là khi quay thì chúng ta không được để bóng đổ, tức là không được quay dưới bóng đèn là hắt cái hình của giáo viên này vào cái phông, hoặc là bóng tóc, bóng đầu vân vân ấy, thì chúng ta không nên để bóng, bởi vì bị bóng như thế là khi xóa cũng không xóa được hết, thì những cái đó sẽ làm cho video ghép của chúng ta nó xấu. Thì đấy là những cái lưu ý. Và để thực hiện cái việc xóa phông này chúng ta làm như sau. Có nhiều cách nhưng ở đây tôi thực hiện một cách và khuyên các thầy cô làm cách này. Các thầy cô nhấn chuột vào cái đoạn phim đang có đây. Ở phía trên này, trên timeline chúng ta thấy có một cái biểu tượng là trình chiếu ấy, nó giống gần biểu tượng trình chiếu của PowerPoint. Tên của nó là green screen ấy. Các thầy cô nhấn chuột vào đó. Khi nhấn chuột vào thì phía trên này chúng ta thấy có select color này. Đấy. Cái màu xanh này nó là màu gì thì kệ nó, chúng ta không quan tâm. Bên cạnh đấy nó có một cái bút chấm này, thì chúng ta nhấn chuột vào cái bút chấm. Khi nhấn vào bút chấm thì cái con trỏ mũi tên chuyển thành dấu cộng, ta đưa chuột vào cái phần nền này này. Khi nào chúng ta thấy cái hình vuông của cái đối tượng chấm màu này nó trùng với màu nền thì chúng ta nhấn chuột một cái. Đấy, nó xóa được cái phông. Thế thì do cái việc mà chúng ta quay và chúng ta xử lý mà dẫn đến là cái phông này có thể xóa ngay được hết, cũng có thể không xóa hết như trường hợp này. Đấy, chúng ta thấy bên trái và bên phải này nó bị vệt. Thì trong trường hợp bị vệt này các thầy cô sẽ nhấn vào nút offset này này, các thầy cô hơi kéo nó. Đấy, bình thường thì người ta bảo kéo hết cũng được, nhưng tôi khuyên các thầy cô là kéo từ từ và chúng ta nhìn. Đấy, trường hợp kéo rồi mà vẫn không hết được thì các thầy cô có thể kéo cái phần tô lên ra. Tô lần lên này này. Đấy, kéo sang trái nhé. Một chút thôi, đừng kéo nhiều quá, kéo nhiều quá là nó bị thủng áo ấy kìa. Các thầy cô nhìn nhé. Áo ở cái phần cổ hoa kia kìa. Đấy, nó bị đen đen ấy. Đấy là do chúng ta kéo nhiều kéo ít. Đấy, chúng ta kéo một chút thôi. Đấy, hơi kéo thôi một chút, còn nếu sợ nó bị cái gì khác thì chúng ta sẽ xử lý cách khác. Sau đó các thầy cô nhấn vào phần alpha trên này này. Đấy, chúng ta kiểm tra. Nếu để như thế này thì chúng ta thấy ví dụ cái áo chỗ này là bị thủng cái hoa đây này nên nó bị màu đen này. Đấy, chỗ này tóc là hơi bị thủng này. Thì chúng ta có thể kéo cái phần offset này. Đấy, để chúng ta kiểm tra. Đấy, kéo đậm thì nó sẽ bị thế. Đấy, kéo này. Đấy, đấy là bày để kiểm tra thôi. Cái này kéo sang thì nó đấy cái áo không bị nữa. Thế còn trong trường hợp chúng ta kéo rồi mà nó vẫn bị như thế này này. Vẫn bị như này thì các thầy cô sẽ xử lý cách khác. Đấy, vì cái vùng nền ngoài này là không cần, chúng ta chỉ cần phần người thôi, đúng không ạ? Phần hình ảnh giáo viên thôi. Như vậy là kiểm tra xong chúng ta bỏ alpha trên này đi. Đấy. Nhấn ok. Bây giờ chúng ta có thể xén bỏ cái hai bên lề này đi.
để làm gì, để chỉ lấy phần chân dung thôi. Để xén thì cái này làm giống như ảnh ấy. Các thầy cô chọn nút crop ấy. Sau đó tại phần Ratio này 16:9 các thầy cô chọn Custom và chúng ta kéo cái nút bên trái này. Đấy, chúng ta kéo sát sát vào gần giáo viên. Coi như chúng ta bỏ cái nền ở hai bên đi, không cần thiết đi. Cái này giúp cho chúng ta những cái chỗ mà ta xử lý xóa nó không triệt để thì nó không bị ảnh hưởng gì nữa. Nhấn OK. Sau đó chúng ta nhấn vào phần hình giáo viên, chúng ta kéo chỉnh cái kích thước cho nó vừa phải thôi, đừng để to quá. Đấy, có thể đặt ở trái ở phải đấy là tùy theo cái nền của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong được cái phần video ghi hình giáo viên. Bây giờ tôi sẽ chèn vào một cái đối tượng, đó là một cái đoạn phim. Và ví dụ tôi muốn là cô giáo đây nói ở đằng sau là một cái phim gì đó. Cái này có thể các cô dạy học, các cô giới thiệu về đồng bằng sông Hồng chẳng hạn thì có thể quay cái sông Hồng, hoặc là dạy về bài Hà Nội có thể đứng ở Hồ Gươm, dạy Đà Lạt thì có thể có cái quang cảnh Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh vân vân. Tức là chúng ta có thể đứng ở các cái, có những cái video mà nó phù hợp với nội dung đó để chúng ta quay vào. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ đưa vào như sau. Tôi nhấn import này. Import media file. Đây, ví dụ như tôi có một cái phim là Đà Lạt từ trên cao. Tôi nhấn open. Đấy, sau đó thì tôi giữ chuột trái, tôi kéo nó xuống. Khi chúng ta kéo này này là không kéo được xuống check 1 mà nó sẽ đè lên đây. Thì khi kéo là các thầy cô kéo nó vào nằm giữa cái phần check đang có ghi hình giáo viên này với cả cái vạch đỏ ấy. Đấy, chúng ta kéo vào nó sẽ sinh ra một cái check mới. Đấy, đây nó có cái check mới này. Đấy, thì tại đây là tôi đã đưa được vào. Sau đưa vào rồi thì chúng ta kéo cái đoạn phim này này. Đấy, chúng ta kiểm tra và chúng ta kéo đoạn phim. Đấy. Sau đó thì để cắt cái đoạn phim ấy thì chúng ta nên khóa cái check mà giáo viên, video giáo viên này, nhấn vào khóa để trường hợp đỡ cắt nhầm. Ở đây một cái đoạn phim này khi đưa vào thì chúng ta xem qua thì chúng ta thấy là phim Đà Lạt rất là dài, còn ghi hình giáo viên đến đây là hết rồi. Và cái phần đầu của phim Đà Lạt này chúng ta kéo chúng ta xem này. Đấy, nó tối đúng không? Nền cảnh nó không đẹp thì ví dụ như các thầy cô có thể kéo đây, các thầy cô kiểm tra này, xem cái phần muốn là lấy lại phần nào. Đấy, muốn lấy phần nào, ví dụ đây tôi lấy bắt đầu từ đây chẳng hạn. Đấy. Muốn lấy từ đâu tôi kéo nó đấy. Đây. Đấy, rất là dài, đoạn phim Đà Lạt nó dài mà, đúng không? Đấy, nó rất dài này. Chúng ta muốn lấy, ví dụ đây tôi muốn lấy từ đây chẳng hạn. Thì tôi sẽ nhấn vào cái kéo. Rồi cắt bỏ phần đầu này đi. Nhấn vào thùng rác. Đấy, cắt bỏ đi. Như vậy là khi giáo viên nói thì sẽ bắt đầu từ đây. Trong chương trình Đấy. ngữ văn lớp 8. Hiện nay là chúng ta không nhìn thấy phần video giáo viên bởi vì cái phim nền Đà Lạt này đang nằm trên, nó che mất, thì chúng ta cứ cắt đi xong đã rồi chúng ta đưa vào. Đây ở phần cuối này, kết thúc ghi hình giáo viên này, kết thúc đoạn phim. Đấy, nhấn vào kéo, sau đó nhấn vào cái đoạn sau này, nhấn vào thùng rác xóa. Đấy, như vậy là xóa xong. Cái này tôi nhấn dấu cộng đây để phóng to nó lên. Nãy giờ tôi phóng nhỏ, thu nhỏ lại. Đấy, phóng to nữa, chút nữa. Đấy, như vậy là xong, tôi mở khóa cái ghi hình giáo viên ở dưới. Rồi tôi đặt chuột này vào phần đoạn phim ghi hình giáo viên, tôi giữ chuột trái, tôi kéo lên check phía trên này, đổi vị trí. Và như vậy bây giờ chúng ta thấy là hiển thị giáo viên rồi. Và bây giờ xem thử. Trong chương trình ngữ văn lớp 8. Chúng ta thấy là có nhạc. Cái nhạc này chính là đoạn nhạc của cái phim video Đà Lạt này này. Một là các thầy cô thấy cái nhạc này là nhạc dạ. Chúng ta muốn làm nền cho video thì các thầy cô cũng phải chỉnh cho nó nhỏ xuống. Đấy, kéo đây, đặt chuột vào cái vạch này nhé. Đấy, kéo xuống này. Đấy, tiếng nó bé đi. Đấy, tiếng nhạc nó bé đi. Còn nếu như chúng ta muốn xóa hẳn cái nhạc ở cái phần video này thì chúng ta giữ chuột trái, ta kéo hẳn xuống, sát xuống thành không này. Đấy. Thì như vậy là bây giờ cái phim ở đằng phim Đà Lạt là không có tiếng nữa. Đấy. Trong quá trình mà các thầy cô biên tập như này mà chúng ta xem thử ấy, cái đoạn phim thấy nó giật ấy thì các thầy cô kệ nó, không sao đâu, khi xuất bản ra nó sẽ bình thường. Và cái này nó sẽ hạn chế được cái việc giật phim khớp giữa cái phần khẩu hình ấy với cả tiếng của giáo viên.
hơn so với cái Camtasia 9. Ừ. Sau khi hoàn tất rồi, nếu không có vấn đề gì thì các thầy cô đây, chỗ này thì chúng ta thấy nó hơi hụt này. Đấy, tôi kéo ra này. Đúng không? Nó hơi hụt, tôi phải kiểm tra lại. Đấy, nếu không vấn đề gì cả thì bây giờ chúng ta xuất bản nó ra. Và import lại đặt tên. Đó, ghép nền video giáo viên. Đấy, các thầy cô lưu desktop rồi setting là chúng ta đang để chế độ good rồi thì thôi, còn nếu mà không thì chúng ta chọn lại better. Đấy, chế độ cái này kích thước nó lớn và chất lượng nó tốt hơn đấy, tùy theo chúng ta. Sau đó nhấn export. Và sau khi nhấn export xong thì chúng ta ngồi chờ, bao giờ nó export xong hết thì chúng ta thấy nút bold này nó chuyển hiện thị thành close và trên này báo 100% là chúng ta hoàn tất. Chúng ta tắt hết chương trình đi và ra ngoài desktop chúng ta tìm lại cái đoạn video của chúng ta và chúng ta có thể đưa vào bài giảng e-learning, vào bài giảng điện tử hoặc là chia sẻ trên YouTube hoặc Facebook cho giáo viên cũng như là cho học trò của mình xem. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các thầy cô cái việc mà xóa phông nền video giáo viên và ghép một đoạn video khác làm nền ở phía dưới cho video giáo viên. Xin trân trọng các thầy cô đã chú ý theo dõi.